Mình xin chào tất cả các bạn, chào tất cả cô chú mà anh chị em độc giả trên kênh nhà của mình. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ một cái thông tin này mà cho tất cả quý vị cùng nghe. Trai phòng trà ở Nghệ An, cả nhà chủ phòng trà đã tử nạn. Người vợ đã mang thai con của mình và đã mắc luôn cả gia đình cùng mắc và hai người thế. Trong căn nhà ở trong cái phòng trà đó mà cùng mắc luôn. Thật là xót xa và chạnh lòng khi mà mình biết được cái thông tin này mà báo đã đưa tin. Và ngày hôm nay trên kênh của mình có thể chia sẻ cho tất cả mọi người cùng nghe. Cả nhà chủ phòng trà và hai mẹ con thuê nhà đã tử vong trong vụ cháy phòng trà ở Nghệ An vào rạng sáng ngày 15 tháng 6. Một người dân có nhà đối diện với phòng trà phiêu bị cháy số 146 Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết tòa nhà bị cháy do vợ chồng anh Nguyễn Trọng Học, 38 tuổi, quê xã Thạnh Lâm, huyện Thạnh Chương, Nghệ An thuê lại để ở và mở phòng trà khoảng 3 năm nay. Phòng trà ở tầng 1, còn vợ chồng anh Học và hai đứa con đang học tiểu học và mầm non sinh sống ở tầng 2. Chị Nguyễn Thị Hiên, 35 tuổi, vợ anh Học đang mang thai đứa con thứ 3. Phòng trà này cũng khá đông khách mấy hôm nay mà đáng dịch Covid-19 nên phải tạm nghỉ. Hôm trước Học sáng chơi khoe với tôi vợ lại có bầu con trai nên rất là vui. Nó sống hiền lành ở đây ai cũng vui, vậy mà ngày hôm nay như vậy. Hàng xóm kể trong nỗi lòng mà xót xa mà chạnh lòng, nỗi lòng mà muốn gứng gứng mà dòng lệ. Một người bạn của anh Học mà đứng thật thăng tại hiện trường sau vụ cháy khi hay tính cả gia đình anh Học đã tử vong trong vụ hỏa hoạn này. Anh nói, nó rất là nắng đồng, dám nghĩ mà dám làm, sống rất hoa đồng với bạn bè, khiến ai mà cùng thương. Bố nó ở quê bị tai biến, chúng tôi mà mới gặp nhau cách đây mà mấy hôm. Đến khoảng 4 giờ sáng nay, thi thể các nạn nhân đã được đưa ra mà khỏi tòa nhà. Ngoài 4 nạn nhân trên, còn có 2 nạn nhân khác là hai mẹ con cùng thuê căn phòng và ở tầng 2 căn nhà này để ở và cùng không thể thoát ra ngoài khi bị cháy. Do các nạn nhân không có hộ khẩu ở địa phương nên cơ quan chức năng đang xác minh mà làm rõ. Sau khi mà cập nhật hiện trường thì bên trong phát hiện 4 người đã tử vong trong nhà tạm ở tầng 2, 2 người còn lại đã tử vong ở tầng 3. Nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện. Tại hiện trường vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ đồ đạc của phòng trà ở tầng 1, tầng 2, phía bên ngoài cũng bị khói ám. Bức vách băng kính kim lực ở tầng 2 vẫn còn nguyên vẹn, các nạn nhân bị tử vong do ngạt khói. Đó chính là những gì mà thông tin đã đưa ra cho tất cả mọi người. Vụ hỏa hoạn mà đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng nay tại phòng trà phiếu. Lực lượng cứu hỏa đã huy động bảy chữa cháy cùng gần 100 chiến sĩ đến dập lửa. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ chữa cháy mà ngọn lửa đã được khống chế, tuy nhiên 6 người ngủ ở trên tầng 2 tòa nhà đã bị tử vong. Gặt là xót xa mà chạnh lòng khi mà hay tin chủ phòng trà đã cùng cả nhà đã ra đi không bao giờ trở lại, và hai mẹ con đó đã cùng thuê chung trong căn phòng trà đó cũng đã thiếu rồi. Thì bà anh Học mà ở quê bị tai biến nên hai vợ chồng để thuê cái phòng trà để mở phòng trà gá mà kinh doanh. Thì anh Học có 2 người con. Và hiện tại bây giờ thì người vợ đã mang thai một đứa con thứ 3. Nhưng mà cuộc đời không biết trước được nên gia đình anh Học đã cùng bị thiếu rồi ở trong căn nhà thuê phòng trà đó, thưa quý vị à. Và cô hai mẹ con đó cũng đến thuê trọ và mắc luôn. Rất là xót xa và chạnh lòng, chỉ biết nguyện cầu xin Chúa, nguyện cầu xin Phật mà ban phước lành cho các vong hồn của những người mà thiếu gùi trong phòng trà ở Nghệ An đó được tiểu diêu nơi miền cực lạc. Cảm ơn quý khán thính giả tất cả mọi người đã nghe cái thông tin này của mình chia sẻ trên cộng đồng mạng. Một nỗi niềm khi mà Bảo đã đưa tin, đối với mình cũng rất là buồn và chạnh lòng khi nghe cái tin tức như vậy. Thì mọi người hãy chạy phòng trà ở Nghệ An này là một sự mất mát đau thương rất là to lớn của gia đình của anh Học.
Gia đình của anh học, ba mẹ của anh và chị cứ nghĩ rằng con mình và đi đến Nghệ An để lập nghiệp, để thuê, để làm cái phòng trà, để buôn bán kinh doanh. Nhưng đâu có ngờ một vụ hỏa hoạn đã cướp đi tính mạng vợ chồng của anh học và cùng với hai đứa con, cùng với một đứa con nữa mà người vợ đã mang thai trong bụng, thưa quý vị à. Rất là đáng thương và rất là tội khi mà cùng với hai mẹ con của người ở thế cùng sống chung với vợ chồng mà anh học ở nơi đó, bởi vì mà vụ cháy xảy ra vào đúng 12 giờ khuya đó, thưa quý vị, mà tất cả người dân ở đó mà không hay biết gì. Nên khi mà lửa cháy rất là nhanh, rất là lớn, nên mới phát hiện thì đã thiêu rụi tất cả mọi người ở trong đó hết rồi. Khi mà mình đọc được cái thông tin này trên cộng đồng mạng, mình rất là buồn và rất là xót xa. Lòng của mình chung lại và dùng lại, thưa quý vị à. Bởi vì vậy mà mình chia sẻ với tất cả mọi người trên cộng đồng mạng. Nếu như mọi người cần biết thông tin chi tiết thì mọi người hãy bấm vào trên cộng đồng mạng, bấm vào trên kết diễn đàn YouTube hay trên Google thì mọi người sẽ đọc được những tin tức mà mình chia sẻ đó. Ở những người dẫn mà ở gần anh học, ở gần cái phòng trà đó, người ta cũng chia sẻ rằng mà vợ chồng anh rất là hiền lành, không có mít lòng gì về ái cà, mà được tất cả mọi người mà yêu mến mà đến ủng hộ cái phong trà đó. Buôn bán thì cũng rất là được khách lắm, bởi vì mà vợ chồng rất là vui vẻ cùng với hai đứa con. Nhưng bởi vì mùa dịch bệnh mà Covid, thưa tất cả mọi người à, mà hai vợ chồng phải đóng cửa đó, không có buôn bán gì được. Nhưng mà không biết cờ số phần nó xảy ra như thế mà đại giờ hai vợ chồng cùng cả con và hai người thuê ở đó cùng cả đi không bao giờ trở lại. Thì mình chia sẻ với tất cả các bạn trên cộng đồng mạng là bao nhiêu tin tức, chúng ta hãy cùng nguyện cầu xin Chúa, cùng cầu xin với Đức Phật A Di Đà để nguyện cầu cho sáu linh hồn được giảng sanh nơi miền cực lạc về với Đức Phật A Di Đà. Xin mời tất cả mọi người cùng với mình mà đọc chú giảng sanh mà để hồi hướng công đức cho sáu nàng nhánh. Nam mô A Di Đà Bà Già Na Tha Già Đa Già Đa Di Già Tha A Di Rì Đỗ Bà Tì A Di Rì Đà Tạc Đám Bà Tì A Di Rì Đà Tì Ca Lăng Đế A Di Rì Đà Tì Ca Lăng Đá Gia Di Nì Già Già Na Chị Đà Ca Lệ Tả Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Na Tha Già Đa Già Đa Di Già Tha A Di Rì Đỗ Bà Tì A Di Rì Đà Tạc Đám Bà Tì A Di Rì Đà Tì Ca Lăng Đế A Di Rì Đà Tì Ca Lăng Đá Gia Di Nì Già Già Na Chị Đà Ca Lệ Tả Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đa Già Đa Di Già Tha A Di Rì Đỗ Bà Tì A Di Rì Đà Tạc Đám Bà Tì A Di Rì Đà Tì Ca Lăng Đế A Di Rì Đà Tì Ca Lăng Đá Già Di Nì Già Già Na Chị Đà Ca Lệ Ta Bà Ha. Xin được Phật A Di Đà từ bi cô dợt cho linh hồn sáu mạng người ở âm phong chào phiếu ở Nghệ An được thiếu díu nơi miền cực lạc. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trên kênh nhà của mình để chia sẻ những tin tức tiếp theo nhé. Mình xin chào mọi người.